Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một chủ bốt bẩn đã về gặp bác lại quên rủ Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể. Có thể nói nạn bốt bẩn trên khắp các nẻo đường ở Việt Nam đã móc túi người dân không biết bao nhiêu là tiền. Thời ông Nguyễn Văn Thể làm bộ trưởng là lúc bốt bẩn mọc tràn lan nhất. Ở nước ngoài, bốt chỉ mọc trên cao tốc, còn quốc lộ là trách nhiệm của nhà nước phải làm cho dân vì nhà nước đã thu thuế của dân. Trung bình cứ khoảng 40-50 km lại có một bốt bẩn. Trên quốc lộ 1A, bốt mọc dày đặc làm cho vận chuyển container từ Sài Gòn ra Hà Nội mà có giá vận chuyển còn cao hơn cả vận chuyển sang tới Mỹ. Người dân Việt Nam phải sống với đời sống hàng hóa đắt đỏ cũng bởi những bốt này làm cước vận chuyển lúc nào cũng cao chót vót. Cả Nguyễn Văn Thể và những chủ bốt bẩn đều là tội đồ của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Lê Ngọc Hoa. Vào ngày 19 tháng 6, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã từ trần sau nhiều ngày điều trị xuất huyết não. Đây chỉ là cái chết thông thường như bao cái chết khác. Tuy nhiên, điều làm người ta bàn tán xôn xao không phải là cái chết mà là con người ông Lê Ngọc Hoa. Ông Lê Ngọc Hoa từng là tổng giám đốc công ty Tienco 4, mà đơn vị này chính là chủ sở hữu hai trạm thu phí bốt Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Trạm bốt này là một trong rất nhiều bốt bẩn và để lại nhiều tai tiếng. Từ năm 2010 đến năm 2014, ông Hoa làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, viết tắt là Tienco 4. Lợi dụng chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ông Lê Ngọc Hoa đã dùng những mối quan hệ trong bóng tối mua lại cổ phần của Tienco 4, nắm cổ phần chính trong Tienco 4 là ông Lê Ngọc Hoa cũng đang sở hữu Tienco 4 và công ty cổ phần tập đoàn VPA do vợ và con trai ông chiếm tới 80% số vốn điều lệ. Nói chung, công ty này mang danh nghĩa là doanh nghiệp nhà nước, nhưng thực chất là công ty gia đình. Phần vốn nhà nước được giữ lại để công ty được các đặc quyền ưu tiên theo chính sách bất bình đẳng của nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trương Quang Nghĩa đứng cạnh ông Đinh La Thăng, người đã giúp ông Lê Ngọc Hoa giữ các bốt bẩn. Hai trạm thu phí bốt ở cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 như hai quả chì đè nặng lên người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt với mức phí rất cao, hai trạm bốt này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân ở cả hai địa phương. Vì người dân kêu cứu rát quá, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải di rời hai trạm thu phí hút máu này. Tuy nhiên, dựa hơi Nguyễn Văn Thể, ông Lê Ngọc Hoa phán một câu xanh dờn rằng nên hay không nên không phải là một câu trả lời mà được, mà cái này Hà Tĩnh vớ vẩn. Khi triển khai cả dự án này, phương án tài chính, vị trí đặt trạm thu phí, rồi tính toán lưu lượng các thứ là người ta đã làm việc với cả hai nhà, cả nhà đầu tư, nhà tiến dụng và cả địa phương, cả Bộ Giao thông Vận tải. Cái đó liên quan gì đến Hà Tĩnh? Trạm thu phí đang nằm ở Nghệ An mà xe là xe của cả nước đi qua, chứ xe gì của huyện Nghi Xuân đâu, ông nói. Ông Lê Ngọc Hoa có mối quan hệ với ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa và ông Bộ trưởng hiện nay Nguyễn Văn Thể. Chính vì thế, ông chủ Tienco 4 này mới mạnh miệng lấn át lời nói của ông Đặng Quốc Khánh. Vừa làm quan chức cấp tỉnh, vừa chủ một doanh nghiệp nhà nước, ông Lê Ngọc Hoa rất giàu, đặc biệt là tài sản của ông cũng từ việc hút máu của dân các tỉnh mà có. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể. Dù cho giàu, ông Lê Ngọc Hoa cũng không thể mang tiền qua thế giới bên kia được. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn tìm cách trục lợi. Có người thì rất giàu, giàu đến nhiều đời ăn không hết mà họ vẫn không hết tham. Không biết có quả báo thật hay không. Nhưng cái chết của ông Lê Ngọc Hoa trong khi ông đang nằm trên đống tiền cũng là điều mà các quan chức cần phải nhìn vào đó mà suy ngẫm. Đặc biệt là Trương Quang Nghĩa và Nguyễn Văn Thể. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau 6 năm về hưu, một tội nữa của ông Ba Dũng đã trồi lên, Tổng Trọng có dám sống mái hay không? Ý tưởng thực hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông xuất hiện từ những năm 2003, thời ông Phan Văn Khải làm thủ tướng. Tuy nhiên đến nay, ông Phan Văn Khải cũng không còn, người kế nhiệm ông Phan Văn Khải là Nguyễn Tân Dũng thì vẫn còn sống. Ông Dũng cần phải chịu trách nhiệm về những sai phạm từ thời ông làm thủ tướng.
Vào năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm thủ tướng. Lúc đó Hà Đông vẫn còn là trung tâm của tỉnh Hà Tây và là thành phố gần Hà Nội nhất. Và hướng đi Hà Đông lại khó mở rộng do vướng các công trình hai bên đường. Đây là trục đường Nguyễn Trãi và dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được kỳ vọng là cầu nối liên kết vùng để giải quyết áp lực giao thông và áp lực dân số của cả hai thành phố. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người có quyền lực mạnh nhất hiện nay. Vào tháng 10 năm 2004, lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ phê duyệt thỏa thuận hợp tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội-Hà Đông. Tuy nhiên, điều đáng nói là phê duyệt chọn nhà thầu, lúc đó Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam liên kết với tập đoàn xây dựng đường sắt số 6 của Trung Quốc. Tháng 7 năm 2008, ông Nguyễn Tấn Dũng lúc này là Thủ tướng Chính phủ. Ông đã phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội cho đến năm 2020, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Hà Nội-Hà Đông. Vào tháng 12 cùng năm, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận kế hoạch đấu thầu dự án Cát Linh Hà Đông mà Cục Đường sắt Việt Nam đã đề nghị. Đây là hình ảnh đoàn tàu của nợ Cát Linh Hà Đông tiếp tục tốn tiền ngân sách, đó là tiền thuế của người dân. Hiện nay, dự án tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông là một đống rác giữa lòng thành phố, bị người dân ca thán phản đối, nhưng người chịu trách nhiệm cao nhất thì vẫn bình chân như vậy. Dự án này rất tốn tiền của người dân mà chẳng mang lại lợi ích gì cả. Lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng cần phải truy cứu người có quyền cao nhất đã đưa dự án đó và đặt thành phố thủ đô Hà Nội vào một món nợ khổng lồ. Nói tới ông Nguyễn Tấn Dũng là nói đến sự bất lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Từ xưa đến nay, trong Đảng Cộng sản chưa ai làm ông Nguyễn Phú Trọng phải khóc nghẹn vì tức, mà chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng có thể làm được. Ông Trọng nghẹn ngào khi khai trừ khỏi Đảng Nguyễn Thanh Long chỉ là giả tạo, không phải là nước mắt thật. Tại Hội nghị Trung ương thứ 6 khóa 11, ông Trọng khóc là nước mắt thật mà người dân cả nước đã được chứng kiến. Vào ngày 18 tháng 6, báo chí cho biết đường sắt Cát Linh Hà Đông cả năm thu về được có 5 tỷ đồng, lỗ dồn tới 160 tỷ đồng. Từ con số trên có thể nói lên tất cả. Khi lập dự án, chính ông Nguyễn Tấn Dũng phải lập báo cáo về triển vọng của dự án này, nhưng điều đó dường như đã không xảy ra. Và dự án này lập không ai thì đi mới thu chỉ có 5 tỷ đồng, và rõ ràng nhất là dự án này đã lỗ chồng vó. Hà Nội Metro vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, năm đầu tiên mà doanh nghiệp này quản lý hệ thống đường sắt đô thị của thủ đô, ghi nhận doanh thu sau khi tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông chính thức đi vào vận hành. Cụ thể, cả năm ngoái, Hà Nội Metro cho biết đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán lên tới gần 60 tỷ đồng, khiến công ty báo lỗ gộp tới 54 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân công chiếm phần lớn chi phí khi vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông. Cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp, Hà Nội Metro lỗ ròng 64 tỷ đồng trong năm ngoái. Và năm 2020, công ty báo lỗ 23 tỷ đồng khi chưa vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông. Và hiện, Hà Nội Metro đang lỗ tổng lũy kế là 160 tỷ đồng. Và đó chính là tiền thuế của người dân lại một lần nữa bỏ ra để chi trả cho những dự án không tưởng của các chính trị gia Việt Nam. Đây là hình ảnh. Đến giờ thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn khiến Nguyễn Phú Trọng bất lực. Những báo cáo trong đó có tính toán về hiệu quả kinh tế và tính hữu dụng của nó giờ rõ ràng là một thất bại rất lớn. Phải đến khi có kiểm toán thì mới có kết luận. Vậy là đây lại trồi lên nữa một sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng gắn dự án tai tiếng nhất Việt Nam như thế. Và liệu ông Nguyễn Phú Trọng có vai trò là người đốt lò, có dám động đến ông Nguyễn Tấn Dũng hay không? Đó là một câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Hỏi cũng là câu trả lời. Ông Trọng quật không nổi ông Nguyễn Tấn Dũng dù cho ông Dũng đã không còn nắm quyền ở nhà nước trong tay. Đến Nguyễn Văn Đùa nhỏ nhoi ông Nguyễn Phú Trọng còn chưa làm gì được thì nói gì đến Nguyễn Tấn Dũng sẽ không xử được.